các bạn, tôi là Thiên Trần. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái chương trình là khoa học online có tên là kỹ thuật viết VR quảng cáo bán hàng đúng tâm lý khách hàng. Thì khoa học này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm hơn 5 năm làm copywriter của chính bản thân của tôi, và tôi cũng có kinh nghiệm đào tạo cũng 3 năm trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng viết bài VR quảng cáo, và cũng đào tạo hơn là 400 học viên sở hữu cái tư duy của người viết bài VR quảng cáo bán hàng như thế nào. Thì hôm nay tôi rất là vinh dự khi được chia sẻ những cái trải nghiệm thực tế của mình trong cái khóa học online này. Học cái chương trình khóa học online này, bạn sẽ sở hữu được cái công thức để đặt hàng loạt những cái tiêu đề rất nhanh, biết cách thu hút được nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn. Và ngoài ra bạn cũng biết mở đầu bài viết làm sao để giúp cho khách hàng chịu đọc bài viết của bạn. Và khi trình bày sản phẩm, bạn cũng biết cách trình bày sản phẩm như thế nào để thuyết phục họ mua sản phẩm của bạn thay vì những sản phẩm khác. Khi kết thúc bài viết, các bạn làm sao để kích thích họ action, hành động ngay để mua những sản phẩm của mình. Khi bạn chi tiền quảng cáo cho một số những cái bài viết thì bạn sẽ có được nhiều cái doanh số bán hàng hiệu quả hơn, và cái tỷ lệ chuyển đổi một số khách hàng tiềm năng, tỷ lệ của bạn sẽ tăng cao hơn so với những cái bài viết kém hiệu quả. Bạn hãy đăng ký khóa học tại trang unique.vn để bạn hãy sở hữu những cái tư duy của người viết quảng cáo như thế nào. Và hẹn gặp các bạn trong khóa học.